bệnh nhân tiếp theo của chúng ta. Bé bị gì này? À, em bị gì? Em bị ho. Bị ho hả? Được rồi, bác sĩ sẽ khám cho em bé bị ho nha. Rồi, đầu tiên bác sĩ sẽ phải đo nhịp tim. Đây là bác sĩ đeo ống rồi nha. Ui chà. Tốt, cũng tốt. Bây giờ chúng ta sẽ tập nhiệt độ cho em bé để xem em bé có bị sốt không nha. Rồi, em bé giơ tay lên để bác sĩ sẽ kẹp nắp. Rồi, em bé không bị sốt. Em bé được có 37 độ. Rồi, bây giờ bác sĩ sẽ chụp x-quang cho bé nha. Rồi, bác sĩ sẽ chụp bụng. Ôi trời ơi, nhìn này, em bé có 2 cục xương ở bụng. Chắc tối qua em bé lại bị hóc xương giống em bé khi nãy rồi. Bây giờ bác sĩ sẽ phải chích để hết bị dậy nha. Rồi, để bác sĩ lấy khay đựng bông và kéo gắt bông nha. Để bác sĩ xoa vào chỗ bác sĩ chích. Rồi, bác sĩ sẽ chích ở chân. Xoa đều, ok. Bây giờ bác sĩ sẽ chích. Rồi, bác sĩ bơm thuốc. Rồi, bây giờ chích nha. Chuẩn bị nha. 2, 3. Không sao hết, không đâu. Tốt lắm. Bây giờ ta sẽ soi lỗ tai cho em bé nha. Rồi, bên này trước. Được. Tốt. Rồi. Lỗ tai của em bé rất là bình thường. Bây giờ ta sẽ đo huyết áp cho em bé nha. Chị sẽ đo ở tay. Không, ở đây. Tiếp. Tiếp. Rồi, tốt. Huyết áp tốt. Giờ bác sĩ sẽ cho em bé uống thuốc nha. Rồi, bác sĩ sẽ lấy thuốc nè. Rồi, bác sĩ sẽ đổ thuốc vô. Rồi, bây giờ bác sĩ sẽ cho em bé uống nha. Uống nè. Rồi, bây giờ bác sĩ sẽ ghi toa thuốc cho em bé để về nhà. Em bé sẽ làm theo những lời bác sĩ dặn nha. Rồi. Tốt. Nè, em bé nhớ làm theo những lời bác sĩ dặn ở trong anh nha. Rồi.